Xin chào mọi người nhé, hôm nay cửa hàng Tuấn Hải giới thiệu bác một cái cây máy xới này. Đấy, dòng Robin. Đấy, máy xới Robin rất là đẹp luôn. Đó. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Đó, các bác nào mà muốn mua hàng liên hệ số đó nhé. Để giới thiệu chi tiết cái con cái máy này, dòng Robin này. Robin đưa các bác xem này. Robin EH035. Đó, Robin này, Make in Japan. Đó. Máy này là 4 thì các bác nhá. Máy 4 thì luôn. Đấy, xăng riêng nhớt riêng, nó có cái khu đổ nhớt như kiểu là máy cắt cỏ này. Đấy, xăng riêng nhớt riêng. Đấy. Tay lái thì khá là đẹp nha các bác nhá. Tay lái đẹp rồi, có bên cầm nắm ở tay luôn. Ở phần tay này có bên cầm nắm này. Rất là xịn. Đấy. Đấy. Có ga bóp các bác nhá. Dòng sử dụng dòng ga bóp này. Đấy, rất là tiện lợi các bác về làm. Cái dòng máy này thì bác nào mà đi làm rau như thời buổi bây giờ ấy, thì rau khá là đắt. Đấy, bác nào mà ngại việc cuốc đất đấy, như kiểu ngày xưa à, thì có thể sử dụng cái máy xới này để làm luống đấy, để đánh tơi luống lên. Thì nó có cái hai cái bên này nhé. Thì bác nào mà muốn để cho nó tì thật sâu xuống ấy, thì các bác có thể buộc thêm một ít cái dụng cụ nặng hơn vào đây, vào hai ốc này. Đấy, thêm ít sắt hoặc là thêm cái hòn gạch, hoặc ví dụ chẳng hạn. Đấy, vì nó càng nặng xuống thì cái sới nó càng sâu hơn. Đấy, độ nông sâu phù hợp với mình luôn. Đấy, các cái lưỡi sới nhá, rất là đẹp luôn này. Lưỡi sới thép Nhật các bác nhá. Lưỡi sới thép Nhật thì nó không bao giờ bị hỏng. Đấy, không bao giờ bị gãy, bị gì. Đấy. Trong này để ngoài nắng mưa bao nhiêu thời gian nó vẫn mới đẹp như này này. Đấy. Robin RCHO 350. Sẽ đưa các bác xem thử cái công suất của máy nhá. Nó có in ở phần ký thông số này. Đấy, 1,6 PS này là một ngựa 6 này. Đấy, dòng máy mà một ngựa 6 thì là đỉnh cấp rồi. 34cc. Đấy, 34cc, vòng quay 5500 vòng trên phút. Tôi sẽ test nổ luôn cây máy này nhá. Đấy, con on off này. Ơi chạy luôn. Đấy, máy rất khỏe. Ok. Đấy. Thì khi các bác làm mua hàng thì bên em sẽ gói ghém cẩn thận gửi đến nơi nhá. Thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái dòng chế này rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Có bơm xăng phụ lên này. Dòng chế như chế máy cắt cỏ bình thường thôi. Đấy, dòng chế này là đấy, rất là bền này. Chế zin của Nhật luôn. Đấy, các bác có thể nhìn nhá. Hơi chạm chạm màu. Chế zin luôn. Đấy, cái dòng này thì em chỉ có rửa qua xúc qua cái bình xăng này. Còn đường dây vẫn là zin theo của máy luôn. Đó. Bình xăng trắng đẹp luôn này. Cái dòng này thì nó đặc biệt, nó ký hiệu là xăng không ở đây nhá. Con đừng pha nhá. Pha nhớt vào nó sẽ bị hại máy, với lại là nó sẽ nhiều khói. Dòng này bác nào mà mua về thì hot nhất làng luôn. Với lại là rất là tiện lợi, đi xới đất, xới làm vườn được thoải mái luôn. Mà giá thì 2.800.000 đồng. Đấy. Để tính toán thì là để trong nhà bác nào có cái vườn tược ấy, xong rồi thỉnh thoảng mình mang cái máy ra mình xới một hai luống rau thì mình ăn gia đình thì cũng rất tiết kiệm. Đó. Mà máy sử dụng được mãi luôn. Đấy, nhà mình cái rau cỏ nhà mình sạch sẽ thì mình ăn nó thoải mái, nó đảm bảo hơn. Mà công làm thì nó không đáng gì. Bác vào có chợ mua cái gói giống này, ra nổ máy giật bừng bừng phát xới đất về nhà là vứt rau ra đấy là một thời gian sau là có rau ăn ngay. Đó, do nhà mình trồng có đảm bảo hơn. Đấy, các cái lưỡi sới này. Đấy, dày dặn luôn, phải mấy phân này. Đấy, rất là dày. Đấy. Chưa bảo làm rau thì khổ nhất đi công mà đi đào đất, cuốc đất thôi. Cái tầm này có máy móc vào rồi thì rất là nhàn. Đó. Đấy, ok. Đây, về công tắc on off này. Đấy. On off, tắt mở. On off này. Có cái điều chỉnh cái lượng cái tay lái nhé.
đây nó có cái mở này, các bác có thể là cho cái này thắt vào đây để cái tay lái của mình phù hợp với cái chiều cao. Cái này thì công việc của mình làm nhé, nó có 3 nấc này. Đấy, bác cứ tháo này lỏng ra xong bác điều chỉnh cái tay này cho vào. Đó, tay cầm nắm trên này. Rồi cái dòng này cầm này thì lúc nào các bác nào mà đưa qua suối qua nương thì cũng có cái tay cầm nắm nó dễ. Đấy. Màu sơn đỏ chói lọi luôn này, dòng này gọi là máy cực mới nhá. Đấy, dòng rất là mới luôn. Cái dòng này thì Nhật Bản họ có sử dụng niêm hạn của họ là tầm khoảng vài tháng hoặc là năm. Họ sử dụng xong thì họ thay đổi cái dòng máy mới. Thì trong một năm thì họ sử dụng thì không quá nhiều, các bác biết là làm rau có mùa vụ. Thế nên là máy thì đảm bảo mới luôn cho các bác nhé. Đấy, lưỡi sới cực kỳ chắc chắn luôn này. Đó. Đây. Thế bác nào muốn mua máy này cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0392 973 923 nhé. Các bác xem video vui lòng ủng hộ em bằng một nút like, một nút đăng ký kênh và một nút thông báo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.